Đây là ga đến quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất, Hà Đại. Bây giờ là 6 giờ tối ngày 6 tháng 12 năm 2024. Cả nhà thấy hành lý của những cái chuyến bay họ đã hạ cánh rồi, nhưng mà hành khách thì người ta vẫn còn đang làm thủ tục thông quan ha. Đây là ngân hàng của Hàn Quốc, Shinhan Bank, Hyosun, nhà On Way by Your Side. Đây là mấy cửa hàng duty free nè đại đường. Em chào đại đình, em chào cả nhà. Cả nhà khỏe không? Dạ em khỏe. Dạ. Nay là ngày thứ 6 cuối tuần. Mùa này là bà con Việt kiều mình về rất là đông. Nhưng mà chắc là cái giờ này là không phải là giờ cao điểm ha. Em thấy là bà con của bác mình về tao lúc nửa đêm không à. Dạ, chuyến bay ở bên hải ngoại cách nửa vòng trái đất thì California, thì em thấy tin thời sự đăng là có động đất. Không biết là có sóng thần hay không thì mình không biết. Rồi ở Colorado thì có bão tuyết rất là dày. Anh bạn em ở Florida nói là ở Florida rất là lạnh ha. Florida đây, trên lầu có quán cà phê họ đóng cửa, làm ăn bên chờ kinh tế nó khó khăn lắm. Dạ. Mình đang ở sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Em mới tiễn con gái của bạn em. Hai vợ chồng bạn ấy về Sài Gòn chơi, xong rồi chơi ở Phú Quốc, rồi chơi ở Nha Trang, rồi đáp chuyến bay quốc nội, rồi đi qua ga quốc tế, đi luôn nha đại đình. Thì hai bạn đó còn trẻ lắm, nghỉ được có 2 tuần à. Dạ. Ở đây là ga đến quốc tế nè, các nhà thấy không có đông ha. Chiều tối mới đông ở đại đình. Bây giờ là 6 giờ tối rồi, ngày thứ 6 cuối tuần. Tiễn bạn lên đường. Tiễn bạn lên đường. Tiễn bạn lên đường là một cái bài hát hoa ngữ đại đình ha, của nhóm Tam Hổ, Ngô Kỳ Long, Tô Hữu Bằng, với lại một bạn nữa em quên mất tiêu rồi, nhóm Tam Hổ. Dạ. Tiễn bạn lên đường. Tôi và anh đôi bản thân rất thân, niềm thân thép thân thiết khăn khít bền lâu. Mình đang ở sân bay quốc tế nè. Này là Cali động đất, động đất rồi nghĩa đen rồi nghĩa bóng luôn nha đại. Bởi vì rằng cái câu chuyện của anh Đàm Vĩnh Hưng với người bạn thân của anh ở đại đình. Đâu quên mất tiêu rồi. Chạy ra chạy vô cái quán luôn. Đây bên này. quán. Trưa hôm nay có cái câu chuyện live stream là nửa đêm ở bên Mỹ đó. Dạ, em cắt đồ vô cái đó, mang thùng giấy với lại mang băng keo để đồ cho bạn ấy, nhưng mà bạn ấy bỏ vô trong hành lý hết trơn rồi, rất là dễ thương. Dạ. Kiếm được một người bạn rất là khó ha. Bạn này là con của bạn em. Quen một người bạn thì mình sẽ biết thêm được nhiều cái câu chuyện. Rồi, trời quá. Đây là tiết khá nóng quá. Cái nhà để cho em thở. Chạy lên chạy xuống. Dạ. Hôm nay là thứ 6, thời tiết Sài Gòn khá là nắng nóng nha đại đình. Là thời tiết thì đâu có bao giờ mà chiều lòng người đâu. Mình cảm thấy nó vui vẻ là nó vui vẻ thôi, còn không vui vẻ thì mình ráng chịu, đúng không đại đình? Nói về cái chuyện động đất ở Cali, động đất ở đây là động đất ở trong lòng người, nghĩa bóng ở đại đình. Hầu như là đại đa số bà con Việt kiều không có đồng ý chấp nhận cái cách hành xử của anh Đàm Vĩnh Hưng. Khi mà kiện người bạn thân đó là tỷ phú ông Joras với lại nữ ca sĩ Bích Tuyền á, câu chuyện nó đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Thật lòng mà nói, nếu không nhiều chuyện thì mình sẽ không ngờ được những cái câu chuyện trong đời mà mình nghĩ không thể xảy ra, đúng không đại rằng? Nếu mà bàng quan, bàng quan là không có quan tâm á, chứ không phải là bàng quan là một bộ phận khác trong cơ thể con người nha đại rằng. Cái từ ngữ tiếng Việt này nó nghĩa đen nghĩa bóng, nó tùm lum tùm la. Dạ.
từ cái chuyện đó là ảnh tới nhà dự tiệc, ảnh ca hát rồi có một cái sự cố đáng tiếc xảy ra, không có ai muốn, anh Đàm Vĩnh Hưng không muốn, mà gia chủ không muốn, mà những người bạn thân trong cuộc ngoài cuộc người ta cũng không muốn đâu. Nhưng mà khi sự việc xảy ra rồi thì họ rất là bất ngờ. Bất ngờ vì anh Đàm Vĩnh Hưng bị thương, mất một phần thân thể. Thứ hai nữa đó là cái câu chuyện hôm này trừ thẳng tiền luôn hả ta. Ủa sao đi thì không có tính tiền ta. Ngọt ha. Cái đi tới đâu hay tới đó đại đừng. Dạ, mình đi tiếp nha. Đây là sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất ra đến rồi đại đừng. Thì cái chuyện ảnh hát rồi ảnh biểu diễn rồi quá phấn khích, tại vì ảnh hết lòng vì cái nghệ thuật, hoặc là vì bạn bè, hoặc là vì cái cá tính ảnh rất là sung khi biểu diễn đó. Thì hơn nhiều lần ảnh đã bị thương khi mà ảnh biểu diễn rồi, bị thương ở đầu, bị thương ở tay và bị thương ở chân luôn. Có nghĩa là anh này ảnh biểu diễn rất là sung, không có phải là ngại ngùng gì hết. Mà lần này thì biểu diễn ở một cái nhà bạn thân trong một cái bữa tiệc cá nhân ha, party private đó lại của những cái người doanh nhân và những cái ca sĩ hải ngoại ở nước ngoài, rồi ở nhà tỷ phú cô ca sĩ Bích Tuyền và ông chồng là Joras, hôm nay thì là chuyên về công nghệ bán dẫn ở đại đình. Thì tháng 3, tháng 2 xảy ra tai nạn, tháng 3 anh về nước, anh nói anh bị thương rồi. Tới đâu đó tháng 10 thì ảnh kiện bất ngờ, đó là người bạn thân của ảnh đại đình ha, kiện. Thì lúc đó mình cũng chưa biết là số tiền là bao nhiêu, nhưng mà có người nói thì là vài chục triệu đô chứ không ít. Mình nhất là mình người là Đông Nam Á, mình người phương Đông, mình người Việt Nam, thì mình thấy cái câu chuyện này nó vô lý vô cùng và chưa từng xảy ra bao giờ. Đó là theo cái cá nhân em nhìn nhận. Và lần dở những cái gì trong cái giới showbiz nghệ thuật mà bạn bè thân thiết với nhau mà có vấn đề, có cái problem này đâu giống cái này hay không thì hầu như là không thấy giống nha đại đình. Đây là một cái câu chuyện như là lần đầu. Dạ, yeah, lần đầu luôn. Rồi mấy hôm sau thì ảnh đưa cái đơn kiện đó vào khoảng tháng 10, tháng 11 gì đó. Rồi lúc đó bà con ngã ngửa ra, rất là bất ngờ, nói là ủa sao mà nói là bị thương rồi bị nhảy rồi té rồi nói là đứt mấy ngón chân rồi kiện người bạn thân tỷ phú. Lúc đó bà con ngơ ngác lắm. Đùng một cái có cái đoạn video đó đưa ra. Ban đầu là cái đoạn video chỉ là cái clip ảnh nhảy múa trên cái đài phun nước thôi, ở cái cấp 1 thôi. Dạ, cái bậc tam cấp 1 thôi, cái rìa của cái đài phun nước thôi. Thường đài phun nước người ta làm bằng đá đại đình, đá hoa cương á. Ồ cái này trừ ấy luôn rồi. Ồ mà xe qua 21.000 trừ trên cái bát của mình luôn rồi đại đình ơi. Vậy cũng đỡ, 21.000 đó. Rồi bắt đầu bà con ngỡ ngàng, rồi một vài hôm sau thôi, rất là nhanh là cái clip tiếp theo. Ảnh đưa cái mông lên cái đài, cái mâm của cái bồn phun nước đó, cái đưa cái mông, đưa cái mông lên. Và trước khi đưa cái mông lên á thì có nhiều người xúi ảnh hoặc là chỉ ảnh, hoặc là có người giống như chị Hồng Ngọc á, chỉ có dịnh vô cái mâm gá gá thử coi cái mâm đó chịu nổi hay không. Rốt cuộc là ảnh nhảy lên, ảnh nhảy lên mà ảnh đưa cái mông lên trước. Ồ, ảnh đưa cái mông lên trước là lập tức cái mâm đá đó nó sập xuống liền. Rồi không biết là nó có sắn vô chân ảnh hay không thì mình không biết. Đó mà nhanh lắm, 1-2 giây à, ảnh đứng lên liền, nhiều người ta đỡ đứng lên liền, mình cảm thấy là không có sao ha. Ồ vậy mà vừa rồi người ta bên anh Gerard với lại bên ca sĩ Bích Tuyền á, người ta đưa ra cái 32-34 cái tờ kiện ngược lại á, thì mình mới biết á, là ảnh bị thương nặng. Ca sĩ Bích Tuyền với lại ông chồng á, là đưa vô bệnh viện, mọi chi phí là trả hết luôn nha đại, mọi chi phí là trả hết luôn. Trời chơi đẹp quá ha, quá đẹp luôn á đại, mọi chi phí trả hết luôn. Mà chưa kể là tháng 5, có nghĩa là vài tháng sau, là tài trợ ở cái hạng mục là Diamond Bonser, là hạng mục cao nhất luôn á. Dạ, là 300.000 đô la trong cái buổi live show của ảnh. 300.000 đô la nha, nhưng mà họ có giải thích đàng hoàng.
Có nghĩa là cái này là họ đã hứa từ năm 2023 rồi, có nghĩa là trước đó một khoảng thời gian rồi. À, thì tới cái dịp này thì họ tài trợ thôi, chứ không phải là vì cái chuyện mà họ cảm thấy áy náy hoặc là họ đền bù cái tiền mà anh Đàm Vĩnh Hưng này anh bị thương cái nhà của họ. Nhưng mà đâu có phải. Thì em nói là trong cái văn hóa phương Đông của mình, như là trong văn hóa người Việt Nam của mình, hoặc là trong cha mẹ mình dạy, thì cha mẹ ai dạy khác thì mình không biết, nhưng mà cha mẹ em thì dạy không phải là dạy từng ly từng tí, nhưng mà cũng có hiểu, có nghĩa là mình tự làm mình tự chịu, đúng không đại gia đình. À, chưa kể là mình phải xin lỗi gia chủ, rồi mình đền cái bồn đá nữa, người ta không thương mình là mình may mắn lắm rồi. Tại mình nhảy lên mình té, mình làm bởi đồ của người ta mà đại gia đình, thiệt đó là mình cảm thấy mình may mắn lắm rồi. Mà cái này là cái luật Mỹ nó ngộ thiệt đó chứ, đem đi kiện ngược lại ha. Dạ, mà chưa kể là gia chủ người ta quá hào sảng luôn, người ta trả tiền viện phí, trả tiền ambulance, rồi người ta còn về nước biểu diễn chung, rồi tài trợ 300.000 đô la. Có nhiều người nói là ông này không muốn nổi tiếng. Theo em nghĩ, cũng nhiều người phân tích, bà con mình nói ông này không cần nổi tiếng. Dạ, ông này ông đâu cần nổi tiếng, ông giàu quá trời giàu rồi. Dạ, ông là tỷ phú rồi, ông có hàng chục cái bằng sáng chế. Bằng sáng chế nha đại đình, nước Mỹ là cái nước có cái số lượng mà mua bằng sáng chế nhiều nhất thế giới. Tại sao? Họ trọng dụng nhân tài, là mình hiểu là vậy. Họ trọng dụng nhân tài, tôi không cần biết anh là ai, tôi chỉ cần biết anh là người giỏi, thực tài, có ích cho cộng đồng, anh là một người hữu dụng trong cuộc sống xã hội, thì người ta trọng dụng mình thôi. Bởi vì lẽ đó nước Mỹ đó, United American đó, Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ hay đại đình đó. Tôi không cần biết là anh là ai đó, tri thức hoặc là thể thao, mà anh làm lợi cho quốc gia, anh làm lợi cho cá nhân anh, hợp pháp theo cái luật pháp của họ, thì họ chấp nhận anh thôi, đúng không? Wow, ông này hai bằng đại học, một bằng cử nhân, một bằng thạc sĩ, có nghĩa là người có trình độ, mà nhất là làm trong cái lĩnh vực công nghệ thông tin, mà về cái lĩnh vực bán dẫn, có nghĩa là chip bán dẫn ở đại rồi. Nhà thấy một cái người mà trình độ, người ta đâu có tham danh vọng đâu, đúng không? Theo em nghĩ là vậy á. Nhìn cái cách ổng bận đồ, rồi nhìn cái cách ổng trả lời với lại khán giả khi mà được mời lên live stream, khi mà hỏi về cái vấn đề gút mắt giữa anh Đàm Vĩnh Hưng với ổng, mà anh Đàm Vĩnh Hưng kiện ổng á, thì ổng có chia sẻ cho mình hiểu đó. Dạ, nói chuyện ngắn gọn xúc tích, bởi vì đối với người giàu, đối với người trình độ giỏi, thì thời gian của họ là vàng bạc, và mỗi câu từ câu nói của họ là phải uống lưỡi 7 lần, hoặc là đơn giản hết sức có thể, tại vì họ đứng đầu một cái công ty, cái công ty đó chắc chắn là có IPO lên sàn. Dạ, thì giá sàn lên xuống hoặc là gì đó thì nó liên quan tới đời tư của cái người lãnh đạo đó, đúng không đại? Nên thử ra người ta cẩn trọng trong lời nói, hoặc người ta tiết kiệm lời nói vô cùng luôn. Simplify the best, có nghĩa là càng đơn giản nhất là càng hoàn hảo nhất, đúng không đại đình? Còn mà khua môi múa mép hoặc là làm cái này thể hiện cái nọ, giống như bạn em chị Bún Ngô ở Thụy Điển á, chị nói cái nhóm nhạc ABBA ra ngoài đường, ABBA mà ai cũng biết hết, đúng không đại đình? Sắp tới Happy New Year này chắc chắn là ai cũng mở bài ABBA rồi đó. Ra đường họ rất là bình dị, giống như mọi người, không có phải khoe khoang hoặc là không có phải gì hết luôn á. Dạ, họ càng giàu thì cái nội hàm của họ mới là quan trọng, chứ không phải là cái bề ngoài. Đó là một cái thước đo mà mình cố gắng mình học theo. Dạ, đây là ngã năm chuồng chó ha. Mà không ngờ anh tỷ phú này anh chịu chơi thiệt á chứ. Thường nhiều người ta tỷ phú á, người ta quý trọng đồng tiền lắm, ăn đồng tiền của họ khó lắm, chỉ có gái ăn được hoặc là cái gì được thôi, đúng không? Tiền của người ta mà đúng không đại đình? Này ảnh hào sản, ảnh chi này cái nọ, ảnh bao cái này cái kia. Dạ, rồi ảnh giúp đỡ nhiều ca sĩ hải ngoại, nhiều lắm chứ không phải ít đâu. Chắc chắn là nhiều ca sĩ hải ngoại mình là hơn ai hết là hiểu rõ, lại ổng giúp đỡ. Tại vì vợ ổng là ca sĩ, mà chị Bích Tuyền thì không phải là một người nổi tiếng nha. Dạ, nếu mà chị là người nổi tiếng thì là khác rồi, còn chị là không phải là một người nổi tiếng. Dạ, thì tại sao cái giới showbiz Việt Nam mình họ chơi? Tại vì chị này chỉ giàu, rồi chỉ hào sản, chỉ
chỉ không có ngại chi tiền cho những cái cuộc vui mà chị vui, mọi người vui, đó là một cái câu chuyện làm phước rồi đó. Bó tay ha. Ông nhận ông tỷ phú này ông chơi đẹp thiệt á chứ đúng không đại, rồi ông về nhẹ nhàng rồi ảnh mình đáng để học hỏi lắm á. Có một người bạn như vậy thì rất là quý, mà không ngờ là anh Đàm Vĩnh Hưng anh chơi kỳ quá, thật lòng mà nói đúng không, thiệt không biết cái vấn đề gì, không biết có cái gì hay không thì nữa mình chưa biết, để anh giải thích. Chắc chắn là ảnh sẽ phải giải thích thôi, tại vì bây giờ dư luận người ta đang hiểu theo cái kiểu là ảnh chơi rất là kỳ đúng không đại nè, mà chắc chắn là anh phải giải thích thôi, tại vì anh là một cái người của công chúng, ảnh được giới showbiz rồi lăn xê lên là ông hoàng nhạc Việt mà đại nè. Đàm Vĩnh Hưng là rất là nổi tiếng nha, những cái người ca sĩ nổi tiếng ở Việt Nam mình, ở miền Nam mình, ở Sài Gòn mình không có bao nhiêu người nổi tiếng đâu mà có một cái tuổi đời nổi tiếng dài như vậy đâu. Trước là có Ngọc Sơn, dạ, nhưng mà Ngọc Sơn là cái trước cái thời của Đàm Vĩnh Hưng. Rồi Ngọc Sơn dính vô mấy cái scandal đó đại đình năm 1992, rồi cái vụ Bon Thóc, rồi rất là nhiều cái vụ nữa, nhưng mà do Ngọc Sơn sáng tác rất là nhiều bài rất là ấn tượng đó. Rồi anh Đàm Vĩnh Hưng thì cùng thời với lại Lam Trường, Đan Trường, nhưng mà Lam Trường với Đan Trường thì cũng nổi tiếng nhưng mà có giai đoạn à, không có nổi tiếng bằng à, theo cái những cái sự hiểu biết của em á. Dạ, Đan Trường á thì người ta gọi là anh Bo, anh Bo Đan Trường, còn Lam Trường á thì mấy bạn nhỏ đặt là anh hai Lam Trường, còn Đàm Vĩnh Hưng á thì giới lăng xê showbiz á thì gọi là ông hoàng nhạc Việt nha đại, ông hoàng nhạc Việt. Nó giống như ngày xưa á, là cái chuyện gì vua đĩa nhạc Tấn Tài đúng không, vua đĩa nhạc Tấn Tài, hoặc là gì Minh Cảnh á đại đình, em quên mất tiêu rồi, hoặc là vua hài cải lương Văn Hường đó, có nghĩa là những cái biệt danh để cho người ta dễ hành nghề đó. Ngay kể cả là cái chuyện lăng xê luôn, trời ơi cả nhà biết ngày xưa cái chú Chế Linh á, chú nói xạo á đại đình, mà nói xạo này là cái thủ thuật thôi, đó là cặp với Thanh Tuyền, dạ, bị đánh ghen để cho khán giả chú ý, dạ, cái này nói xạo trong ngoặc kép á để cho mọi người chú ý để lăng xê Thanh Tuyền thôi đó, nghĩa là cái bộ giống như bộ phim True Lies vậy đó, lời nói dối chân thật cái đại đình. Câu chuyện đâu có đâu, đâu có phải là chồng của cô Thanh Tuyền xách súng đi kiếm Chế Linh đâu, chơi tự chú Chế Linh chú nói đàng hoàng nha, tự chú Chế Linh chú nói đàng hoàng ở nhà đại đình đó, ngày xưa là chiều dùng chiêu trò để nổi tiếng, bây giờ giới trẻ dùng chiêu trò lợi hại quá. Dạ, mình đang ở đường Trương Minh Giảng Lê Văn Sĩ nè, bó tay ha. Hiếm có một người bạn nào mà chơi hết mình như vậy lắm đúng không đại, mà hai cái quốc gia khác nhau, hai cái văn hóa khác nhau. Người Mỹ họ thật dũng lắm, thật người Mỹ họ thật dũng lắm, nước Mỹ mà, một là một, hai là hai, giống như là you and I, hết nào ra cái đó. Giống như ông anh em cũng làm cho công ty nước ngoài, rồi em cũng vài lần làm cho vài người nước ngoài lúc mà còn trẻ đó, thì cái mà người ta dạy mình, người ta không nói nha đại đình, với lại những người đồng nghiệp, những người đi trước thành công, người ta dạy mình đó là gì, người nước ngoài ghét nhất là nói xạo. Con nít đó, con nít ở nước ngoài á đại đình, một là nói một, nó ghét nó xạo lắm, ở trường nó dạy, trường với mấy bạn nhỏ dạy như vậy rồi. Ở Việt Nam mình thì chú Cụi bà dài tuốt sức đó, rồi gì bác Ba Phi đó, chùm luôn chùm luôn ha đại đình ha đó, bỏ tài nước ngoài, nhất là những cái nước văn minh, nhất là nước Mỹ họ ghét nó xạo lắm, nó xạo là thôi lên đường đúng không đại đình. Giống như người Hoa có câu là một lần bất tín vạn lần bất tin, đó là những gì mà em mình va chạm trong cuộc sống, rồi bạn bè, rồi những người lớn người ta dạy mình. Ngu cũng được, khờ cũng được, dốt cũng được, nhưng mà đừng có nói xạo.
câu chuyện này thì mình cũng phải đợi anh Đàm Vĩnh Hưng anh đứng lên anh giải thích, nhưng mà rõ ràng rất là nhiều cái hành động rồi câu chuyện diễn biến rồi 34 cái trang mà chuyện ngược lại mà bên ông Joras với lại cô ca sĩ Bích Tuyền á đứng bắt đầu nguyên đơn lại, khi mà từ bị đơn trở thành nguyên đơn do anh Đàm Vĩnh Hưng anh rút cái đơn kiện lại rồi. Mà bên Mỹ ghê thì cái chứ rút cái đơn kiện lại là lúc đó là mình trở thành một cái người bị động vô cùng, có nghĩa là mình không được quyền kiện lại người ta bất kỳ cái vấn đề gì hết, rồi coi như là xong luôn. Có nghĩa là cái câu ở Việt Nam mình là cá nằm lên thớt, cá nằm trên thớt, cái này cá nằm trên thớt. Và cũng may mắn là ông Zara này ổng kiện lại một đô về danh dự, với lại không biết là cái bản 34 trang kiện của ông Gerard đó mình có hiểu lộn hay không, có nghĩa là phí luật sư chỉ có một đô thôi, có nghĩa là ổng không có chấp, ổng cũng không có muốn Đàm Vĩnh Hưng tốn tiền á đại, có nghĩa là tiền người ta không là vấn đề gì. Giống như chị Bích Tuyền với lên bữa live stream á hôm kia đó, chị lên chị có nói mà không thiếu gì ngoài tiền dạ, chị có nói đàng hoàng đó, nghĩa là như vậy đó. À, nguyên văn thì mình không biết chính xác cái câu nào, mình có nghe lại cả nhà có thể nghe lại đó. Không thiếu gì ngoài tiền á đại đình. Để người ta có tiền được, người ta phải đi học, người ta phải đi làm bằng mồ hôi nước mắt chất xám của người ta, được xã hội công nhận, được công ty công nhận thì mới được như vậy, nghĩa là ăn khế trả vàng vậy đó, mang túi ba gan mang đi mà đận đó, có công trồng khế con quạ nó ăn. À, thì quạ nó trả ơn lại bằng cách chở đi lụm vàng, mà với điều kiện là lụm ba lấy túi ba gan thôi đúng không đại đình. Đâu mà ông nào anh Đàm Vĩnh Hưng chơi cái này là ghê thiệt. Mà giờ anh khóa Facebook rồi đại đình ơi, anh khóa Facebook rồi. Mà sao kỳ vậy ta, em không hiểu luôn á. Trời ơi, anh tiền Đàm Vĩnh Hưng anh đâu có thiếu đâu đại gia đình, anh đâu có thiếu đâu đúng không. Nếu mà như anh là ca sĩ nào khác thì mình không biết, nhưng mà mình thấy anh Đàm Vĩnh Hưng này anh giàu lắm, anh khoe nhà anh hết tin tin bít nè, khoe xe Cadillac với cái tên bản số là Mr. Đàm nè, rồi biệt thự là trên dưới 60 tỷ nè đó, rồi có công ty nè, vua biển gì nè, nhiều lắm nha đại đình. À, có nghĩa là có rất là nhiều hoạt động, anh đâu có thiếu tiền. Có rất là nhiều người nghệ sĩ người ta thất cơ lỡ giận, người ta không có được như ý muốn, có tuổi nhưng mà không có tiếng, không có danh, không có miếng luôn. Nói đầu ngay giống như anh ca sĩ Tô Thanh Phong ở đại đình, Tô Thanh Phương đó, em xin lỗi Tô Thanh Phương đó, anh hát cái bài Đức Phương Nam đó rất là hay. Anh hát ngày xưa là phủ khắp các đài truyền hình HTV luôn á nha đại đình, HTV7, HTV9, những cái bài hát dân ca hoặc là những cái bài hát liên quan tới miền quê hương đồng bằng sông Cửu Long á, là đụng cái mất tích, là đụng cái là qua một cái nhóm nghệ sĩ khác người ta mới chia sẻ là anh bị tai biến, anh nằm một chỗ, bây giờ người vợ của ảnh thì chăm lóc chăm sóc cho ảnh, nhưng mà ảnh cảm thấy bị gọi là bị mình cảm thấy là mình vô dụng á, ảnh cảm thấy vô dụng á, là có cái sự kiện sự việc mà đáng tiếc xảy ra ở lầu 1 á đại đình, ảnh té đó đại đình, do anh cảm thấy anh vô dụng á, ảnh thấy ảnh gánh nặng người khác á, mà bây giờ ảnh nằm một chỗ mà nó còn nặng nề hơn nữa đại đình, có nghĩa là có nhiều người người ta quá tự trọng, người ta không muốn người khác giúp đỡ mình. Cái nhà thấy tội ghê không? Ngày xưa chị Hoàng Lan đó đóng trong vai Tư Xã Láng với Quốc Hòa ở đại đình. Quốc Hòa thì đi trước đi lâu rồi, Quốc Hòa, Kim Ngọc, Hoàng Lan, Quốc Hòa thì đi lâu rồi, còn chị Hoàng Lan cuối đời bệnh hoạn rồi đủ các kiểu hết. Dạ mình không hiểu luôn, có người thương, có người giúp đỡ mà mình thoải mái hơn người khác rất là nhiều, thì mình phải biết trân quý cuộc sống này đúng không đại đâu. Mình không hiểu nha,
Hy vọng là anh Đàm Minh Hưng này ảnh có một cái lý do gì đó để cho mọi người người ta thông cảm, hoặc là vấn đề gì đó. Chứ ai mà chơi xấu như vậy, chơi vậy là chơi không được đúng không Đại? Nên phải như hai mấy ba mấy tuổi thì không nói, anh này năm mấy tuổi rồi. Man, em nói là ở Việt Nam mình chưa thấy cái câu chuyện đó mà. Trừ cái trường hợp mà anh em trong nhà kiện tụng nhau tranh giành tài sản bà cha mẹ, hay là con cái kiện tụng cha mẹ về chuyện tiền bạc hoặc là di sản thì có. Nghệ sĩ cũng có, Duy Phương đó, Duy Phương với Lam Trường á Đại, định có chứ không phải không có đâu đó. Nghĩa là đôi khi gia môn bất hạnh đúng không đó, nhiều thứ bó tay ha. Mà này thì hoàn cảnh này là anh Đàm Vĩnh Hưng là anh quá may mắn khi mà có người bạn tốt, rồi ảnh là làm cái nghề mà rất là lâu năm, được nhiều người người ta kính trọng trong giới á. Dạ chứ em thấy trong cái đợt vừa này á, thấy bà con Việt Kiều chửi quá trời chửi luôn, chửi quá trời chửi luôn, bó tay luôn, không biết nói sao. Hy vọng là sắp tới là anh sẽ lên anh giải thích là phân trần, cũng giống như anh Hoài Linh là lần trước vậy đó, lên là xin lỗi hay Đại Linh ha. Dạ thì đương nhiên rồi, người ta nói cái câu cho dù đó là đạo nào đi chăng nữa, đạo trời, đạo ông bà, đạo Phật hoặc là đạo Công giáo, đạo Tin Lành, thì họ đều có nói cái câu đó là từ bi và bác ái, đánh người chạy đi chứ không ai đánh người quay lại đúng không Đại Linh. Lãng tử hồi đầu ngàn vàng khó mua đó. Hy vọng là anh Đàm Vĩnh Hưng anh sẽ giải thích hoặc là anh xin lỗi, để nó là một cái bài học cho rất là nhiều người đúng không Đại Đình. Mà cái chuyện này ở đây là anh tỷ phú Mỹ này ảnh trời quá đẹp luôn quá đẹp luôn á Đại Đình, công nhận ha. Bởi vậy mấy người nghệ sĩ nhiều người ta đu gió về gì là vậy hưởng sái á Đại Đình. Cái câu là đu gió về gì với hưởng sái là mình không có phân tích dài ha, thiệt đó, giống như là chuối này cưỡng vậy đó, đu gió về gì Đại Đình ơi đúng không? Dạ quả đúng gì nữa. Thử anh này cũng không có tiền đi, thử chị Bích Tuyền này lấy chồng không giàu đi, không biết chị là ai luôn á, nói thiệt luôn á, cuộc đời này nó thực tế vô cùng luôn. Em cảm ơn Đại Đình, cảm ơn Đại Gia Đình rất là nhiều. Chúc cả nhà sức khỏe, được nhiều hạnh phúc, mọi người luôn yêu thương nhau. Em chào Đại Gia Đình.